Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập bài 59 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng đi vào bài số 1. Yêu cầu các bạn tính 30 cộng với 10. 30 cộng 10 thì bằng 40. 40 các em sẽ viết 40. Tương tự, ta có 40 cộng 20 thì 40 cộng 20 thì sẽ bằng 60. Các em sẽ viết 60. Tiếp theo, 20 cộng 20 bằng 40. Các em sẽ viết 40. 40 bằng 40. Rồi, 80 cộng 10 bằng 90. Các em viết 90, tức là 90. 50 cộng 40 bằng 90, các em viết 90. 20 cộng 70 bằng 90, 90 tức là 90, viết 90. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Chuyển sang bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm cho xong bài tập 1. Sang bài tập 2, ta có 40 trừ đi 30 thì bằng 10. 10 tức là bằng 10. Viết 10. 60 trừ đi 10 thì bằng 50. 50 các em viết 50. 50 trừ đi 50 thì bằng 0. Các em viết 0. 80 trừ đi 70 thì bằng 10. 10 tức là bằng 10. Các bạn viết 10. Tương tự, 90 trừ đi 60 thì bằng 30. 30 các em viết 30. 70 trừ đi 50 thì bằng 20. Các em viết 20. 7, chúng ta đã vừa hoàn thành xong hai bài tập 1 và bài tập số 2. Chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 3. Ta có 40 cộng với mấy chục để bằng 50 thì 40 sẽ cộng với 10 để bằng 50. Như vậy cộng với 10 tức là cộng với 10. 30 cộng với mấy chục bằng 50 thì chúng ta sẽ có 30 cộng 20 bằng 50. Như vậy 20 thì kem cộng 20. Bốn chục trừ đi mấy chục bằng 20 thì 40 trừ đi 20 để bằng 20. Như vậy 40 trừ đi 20 tức là trừ 20. Trừ đi mấy chục để bằng 10 thì ta có 30 trừ 20 bằng 10. Như vậy đây các bạn cũng điền số 20. Làm hoàn toàn tương tự, các em điền đây số 60 và điền số 20 ở đây. Chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong 3 bài tập trên, các em hãy dừng lại làm cho xong 3 bài tập trên. Bài tập số 4. Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 50 quyển vở. Lớp 1B ủng hộ được 40 quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở? Như vậy muốn biết cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở thì các em sẽ lấy số vở của lớp 1A ủng hộ
kem cộng với số vở của lớp 1B ủng hộ. 1A ủng hộ được 50 quyển, tức là 50. 50 là 50. Kem cộng với số quyển vở của lớp 1B đã ủng hộ. 1B ủng hộ 40. 40 quyển vở, tức là 40 quyển. Vậy chúng ta có phép toán 50 cộng 40 thì bằng 90. 90 tức là 90. Cả hai lớp ủng hộ được tất cả là 90 quyển vở. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập của bài 59 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ cánh diều. Các em chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cô, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Đồng thời hãy giới thiệu bạn bè, anh chị em của các em. Chúng ta hãy vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh đấy, để chúng ta cùng xem các video khác ở trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.